Để em còn dạy con em nữa anh biết không? Còn vấn đề mà anh muốn quy tụ cho ai tội gì cũng được, không em mà có quyền cản mấy anh. Cũng như cái anh hồi nãy anh nói đó, em chỉ nói một câu nói, em chỉ một câu nói, em thiết tha và câu nói. Nếu mấy anh thật sự là một người chính thống thì làm sao làm để cho người dân ở ở Việt Nam này họ bỏ đi cái tư tưởng gọi là ghét Trung Quốc, thì bây giờ anh kêu Trung Quốc nó là bạn gì, trả Hoàng Sa Trường Sa cho Xin Việt lỗi, Nam mình tự xin sống tốt, đi. xin tốt, tốt, Khoan tốt. khoan Không, khoan khoan nếu khoan. mà không tôi sẽ đá bạn xuống. Bạn nói những điểm đó tôi sẽ phản ứng. Tôi sẽ Rồi anh nói bây đi, giờ này, anh nói đi, hiện anh nay nói Việt đi, anh Nam nói đi. coi tất cả Dạ các nước là bạn, Mỹ là bạn, Nhật Bản là bạn, Nam Triều Tiên là bạn, Trung Quốc là bạn. Bây giờ vì lợi ích của những người Việt Nam, của những cái người dân Việt Nam, vì sự phát triển của đất nước Việt Nam. Bây giờ chứ không phải là coi dạ như Việt Nam phụ dạ thuộc dạ dạ vào Trung Quốc. Bạn có biết hiện nay đầu tư của Trung Quốc không, nãy giờ đứng thứ bao nhiêu không? Biết. em đâu có nói là em đâu có nói Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc, em chỉ nói là em nói Rồi với anh anh đứng đó rồi là anh chờ một chút xíu. biến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Em chỉ nói là bàn Hoàng Sa Trường Sa ải Nam Quan của Việt Nam thì thằng Trung Quốc nó không có quyền chiếm giữ, chứ nó trả lại để cho mình tự quyết Bây giờ bao này nhiêu đó rồi, thôi, là không bạn bao giờ nói người một Việt điểm điểm Nam. nào tôi phản biện bạn điểm đấy. Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam mình vẫn hiện nay mình vẫn cứ trên quan điểm ngoại giao và lấy cái sự uy tín của Việt Nam trên cái thị trường quốc tế, mình vẫn đấu tranh Trung Quốc để đòi lại. Bạn có thấy Việt Nam, chính phủ Việt Nam đòi lại Hoàng Sa Trường Sa không? Đúng không? Đấy, còn hiện nay ải Nam Quan hiện nay là thuộc của Việt Nam. Xin mời lên trên biên giới phía Bắc xem ải Nam Quan của ai, thác Bản Dốc chia bôi như thế nào. Nghe chưa? Chứ không thể ngồi đây mà nói được. Đấy. Không mà em có em mới đi về ngoài mà đi du lịch ở ngoài mà, có nghĩa là trên cơ sở đó, thì đó, là người ta là chỉ có về về giặt thôi anh à, có về giặt thôi, chứ thực chất Tôi xin lỗi ra bạn hiện đi. tại bây Bây giờ giờ đó, này bạn nó là một nước, bây giờ này, nước Việt Nam là một nước nhỏ. Quân sự các thứ coi như thua thằng Trung Quốc. Bây giờ bạn ra bạn nổ súng đi. Bây giờ lấy lại đi. Bây giờ thì không phải anh bạn ơi, anh đã nghĩ sai nữa rồi. Chúng ta là đấu tranh trong trong lý trí mà khôn ngoan trong ôn hòa, anh à, bác có dạy anh biết nhưng không, mà chúng ta hiện muốn làm nay, việc gì nhưng mà đó tôi hỏi với họ mang để em giải thích vấn đề không không phải đó, giải thích, anh đừng không có tôi đem hỏi ra bạn cái là văn hiện nay Việt phải Nam có đấu tranh không, có đòi lại không, đúng không? Việt Nam chưa bao giờ không đòi không không từ bỏ em chưa bỏ cái chủ thấy quyền cái em phần chưa này. thấy anh à, em chỉ có thấy là gì, anh em mình đang vấn đề là đất nước thôi, em cũng như anh với em thôi, cho nên chúng ta là cố gắng mở ra một cái hướng để mình đi chung, anh hiểu em nói không? Còn ví dụ mà em nói sai thì ở dưới cộng đồng á, chứ mà những người ở ngoài á, họ vô họ nghe họ biết được ai đúng ai sai. Em chỉ nói là gì nè, mình á, là một nước nhỏ thì đấu nước lớn thì cả vấn đề hơn nó thì không được, nhưng mà mình phải đấu tranh trong khôn ngoan. Thì bây giờ chỉ bằng nhà nước mình làm đơn thưa nó ra ngoài Liên Hiệp Quốc, toàn thế Xin giới, lỗi, ý là em đang không khoan từ không được từ rồi. em nói hết ý Bạn vậy bạn hả, bạn không mình có bạn muốn làm được nói là bây không? giờ mình làm đơn như Philippines đúng không? Để kiện ra tòa án quốc tế đúng không? Khi Philippines kiện thì Đúng. mình phải nói là tất cả những hành động mình đòi lại đảo, mình kiện cùng tất cả thứ, mình được cái gì và mình mất cái gì. Đúng không? Ví dụ như Philippines khi mà kiện xong Trung Quốc xong, bãi cạn là Trung Quốc nó ấy luôn cái bãi cạn Sapura đúng không? Sau đó tổng thống Philippines là DKT lệnh Trung Quốc để Trung Quốc đầu tư tất cả thứ hợp tác với Trung Quốc. Bạn thấy không? Philippines có được gì không? Mà trong đó lại còn mất cái mối Không quan hệ giữa phải, Việt nhưng Nam mà và Trung Quốc, nói lại còn mất cái nói quan hệ nói nói mối quan hệ ngoại nói như giao kia vậy nữa. thì em nói với anh á, là có nghĩa là em không biết nghe cái cà clip á, mà quân đội đã đưa lên á, em thấy đàng hoàng, tất cả là người dân không nói, nghe em nói là tàu quân đội mình bị nó thụt bể luôn, mà anh nói với anh á, là điều đó không chấp nhận được, em là người dân em phải bảo vệ quân đội của em chứ, em nói với anh á, là không chấp nhận để nó chèo lên biển mình đàn áp mình được, Đánh không được, đánh như tàu quân nói cái đội cách mình nói đó em. bao giờ như thế nào? Đưa qua em đã từng đưa mấy cái clip qua cho anh mà, À, anh cuối cùng anh lóc, khổ em sẽ đưa qua cho quá, anh tiếp. mấy cái rồi lại xem trên YouTube rồi xong thôi rồi nói tiếp. Không có, đây là live trực tiếp mà của cái anh đó, là em còn nhớ anh tên là Nguyễn Gì Thắng đó, là thiếu quý ông quan đang live, còn la nó là chạy đi, cái đó là trực tiếp mà anh, đâu có giờ sai đâu, Từ năm cái đó là thực tế 1988 luôn đến mà. nay, tàu Trung Quốc và tàu Việt Nam Ở đây mới chưa đây có thôi anh sự trường à, hợp bắn nhau. em nói là Thấy chưa? mới đây thôi, cái clip này mới đây thôi, Bây em nói giờ là clip này mới đây thôi anh bạn, tôi giả chứ sử thì cái tàu đó là có thật đi. Thằng Trung Quốc nó ví dụ nó bắn vào mình chạy đi không chưa việc gì đi. Bây giờ bạn ra bạn mà dùng tàu đánh ông Trung Quốc đi.
Em nói với anh á, nhà của em thằng chó đẻ nào vô. Em nói với anh nè, anh bàn nè, em nhà của em á, đất của em hình như là nhà đất của em, thằng chó đẻ nào vô nó cắm một cái em đập cái bể đầu liền, em quýnh chưa bằng được. Rồi bây giờ bạn Nhà bạn của em đâu có quyền đâu. bạn là công dân của Việt Nam, bạn xung phong ra Hoàng Sa Trường Sa, bạn đánh đi. Bây giờ nhà nước phát động đi, dân em phải em bảo đảm nhà nước phát động bảo đảm đi hết á, em tin á, em tin Đi là nhà nước đâu? phát Đi động đi đánh đâu? đuổi Đi thằng làm Tàu đi, gì? em bảo đảm Đi đi đâu? đánh thằng đánh đập đầu thằng Tàu cho nó ra ngoài À khỏi, rồi. nếu nhà nước phát động Rồi, đi cứ cho anh em đi. tin là em bảo đảm là nhà nước phát động đuổi Tàu đi, em bảo đảm cả một đất nước này luôn, 90 mấy triệu dân họ ồ lên liền liền á, họ đang căm phẫn thằng Trung Quốc này lắm Đuổi mà, ở đâu? Đuổi chỗ tôi gì nào? nó đang Ai căm nó phẫn? Đuổi ở đâu? Đuổi chỗ nào? Ai căm phẫn hay là những người như ý Trung là em Quốc nói nhà căm phẫn? nước, anh nghe cái gì vậy? Ý em nói là nhà nước phát động đánh Tàu đi, em Nhà bảo nước đảm thì trả gì thằng Tàu không này luôn bao á. giờ kêu gọi. Đầu Nhà nước là những người thông thái, Thôi là được những người rồi, thông anh nói minh, nãy không giờ bao anh em mình giờ đưa ra những cái đó để không phải anh bằng à, em chỉ không phải em chỉ bức xúc thôi, tại sao đất nhà của mình không sử bây giờ dụng tôi được. nói với Trung Quốc một cái dẫn chứng như thế này thì mới thấy được quan hệ, tức là cái phải quan hệ ngoại giao giữa mình và Trung Quốc phải thực cực kỳ khôn khéo. Bây giờ nhá, Trung Quốc với thằng Trung Quốc có biết thằng Bhutan không? Mà thằng Bhutan là một cái nước Phật đấy, mà rất là nhỏ, được sự bảo trợ quân sự của bên Ấn Độ, mà hai bên nhá, lính biên phòng của Trung Quốc và lính biên phòng của Ấn Độ giáp mặt nhau, súng ống đầy đủ tất cả thứ, mà người ta chỉ có khúc mắc một tí người ta đánh nhau bằng tay không. Bạn biết không? Biết những thứ đó. Em nói với anh á, là Bhutan thì giờ nó rõ ràng rồi, nhưng bây giờ em nói một cái nhỏ nhất đó, nhỏ hơn Bhutan á, bây giờ mình nói Đài Loan đi, mà tại sao Đài Loan nó không sợ Trung Quốc, anh thấy không? Ít Trời ra ơi, thì mình phải đem ra đó này. hiện nay không phải Đài Loan không sợ Trung Quốc hoặc quan hệ Trung Quốc với Đài Loan, Đài Loan là thuộc của Trung Quốc. Nhưng hiện nay bạn biết không, Trung Quốc ở Đài Loan là được dưới sự bảo trợ của Mỹ. Bây giờ không có thằng Mỹ có như Trung Quốc Đài Loan 30 giây. Đấy, cho nên là đừng đừng Đó thì đó giờ em chờ anh trả lời câu nói này, em nói em chờ anh cái câu câu nói này thôi, bởi vì tại sao mình mà thằng em thấy anh thấy không, thằng đúng nào thằng Taiwan nó không phải hơn thằng thằng Bắc Kinh rồi, bất cứ đi đất nước nào thằng Taiwan nó cũng đều hơn Bắc Kinh đó, mà cái dân dân Bắc Kinh á là tội nghiệp, mà cái chế độ Bắc Kinh không thế Rồi, giới biết chỉ sao không là theo rồi. nữa, thằng anh bây giờ Hồng Kông nó đang đổ ra quá trời đó, anh thấy không, Hồng Kông giờ đang đổ ra quá trời không chấp nhận, mà cho nên em chỉ nói với anh là bức xúc của người dân thôi, Không, đừng còn đừng vấn đừng đề mà nói, đấu đừng tranh nói. hay là xuyên Đừng tạc có nói em. người dân ở đây cả. Bức xúc là bức xúc những người mà như Chí Quốc. Nói một câu như thế. Chứ không có người dân, đừng có cái gì cũng đổ Rồi, đồng người dân rồi cả. rồi rồi anh Đúng rồi. nói như vậy đúng không, anh nói như vậy thì bây giờ em hỏi anh á, bây giờ nãy em nói cái diễn đàn thì anh nói ngược lại, bây giờ em nói như vậy thì em nói là không có người dân chứ ngoài Chí Quốc thôi, em hỏi Không phải anh ngoài á, Trung những Quốc, gì em những nói ra người em bảo như Chí đảm. Quốc thôi, chứ đừng có nói là người dân nhé. Người dân là phải đại Rồi đa rồi số. em biết rồi, em hiểu rồi, Đấy. em biết rồi, thì em biết rồi, em nói với anh á, với anh á thì đứng trong cái vị trí á, là bạn lại Trung Quốc làm bạn, còn riêng ở em đấy Trung Quốc là Rồi, địch 100.000%. đấy là những người như Chí Quốc thì coi như thế. Cái chuyện đấy là chuyện chuyện riêng, đúng không? Dạ Chuyện dạ ngoại. tại vì á bây giờ nè em nói Tôi anh bạn nè, anh á em á riêng quan điểm của tôi. Hiện nay quan hệ với Trung Quốc, quan hệ với Mỹ, quan hệ với Nhật, quan hệ Nam Triều Tiên, tất cả là đó là quan hệ trên cơ sở bình đẳng, hai bên đều có lợi. Còn quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc còn hơn một cái là coi như là hiện nay Trung Quốc, cái chế độ Trung Quốc cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, và chế độ ở Việt Nam cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì mình phải dựa vào cái quan hệ giữa hai đảng đó để mà giữ vững hòa bình cho cái đất nước mình để mà phát triển kinh tế. Thấy chưa? Cái mục tiêu duy nhất của mình là hiện nay coi như là độc lập tự chủ, mà để phát triển kinh tế để đất nước ta càng ngày càng hùng mạnh lên, phải ngoại giao rất khôn khéo. Bây giờ chứ không phải hơi một tí làm như thế này, hơi một tí như thế khác. Đó là quan hệ kiểu gia đình như của Trí Quốc, chứ còn một đất nước thì nó lại hoàn toàn khác. ở đây mà em chỉ tiếc á, em chỉ tiếc cái diễn đàn của anh nó không có những người dân, mà em nhìn vô diễn đàn anh toàn là người của anh không à, có ba mấy người à, mà anh nói đúng với sai á, là không có đeo ngoài cộng đồng người ta để tham khảo, anh biết không, anh bạn biết không, cho nên bây giờ thôi gì đi, nếu mà anh nói vậy á thì em cũng cố gắng, em hy vọng là những gì anh nói là nó sẽ tồn tại mãi Tôi mãi, sẽ em hy vọng là đúng vậy sẽ thôi. tồn tại mãi mãi, và nói chung là hiện nay tôi tin, rồi và nói chung là đất rồi nước em mình chỉ hy sẽ, vọng là anh đúng nói là rồi, như đất vậy. nước mình sẽ phát triển Dạ đi lên và sẽ hòa bình, độc lập, tự chủ.
không có phụ thuộc vào bố con nào cả. Thì có nghĩa là vài bữa nữa là em biết là cái Sài Gòn hay là cả nước Việt Nam họ đang trông chờ cái gì rồi, đó em được, không biết, cứ trông nhưng chờ mà đi, em chỉ cứ nói là thoải mái không biết ngày đó mấy anh bàng Nguyên có tham gia hay không. mình sẽ tham gia coi như là đập những cái kẻ nào gây bạo loạn, mình sẽ tham gia. Đúng rồi, em cũng đồng ý cái ý của anh đó, gây bạo loạn, bạo loạn là đập là cho đập. nó không còn đường nào hết đó, bảo đảm bạo loạn là đập hết. Em nói với anh đó, em cũng đồng ý với anh cái ý đó. Em nói với anh mà bạn Nguyên á, hy vọng bây giờ gì đi mà làm tao làm, có làm gì làm, mình cũng là người Việt Nam. Đúng. Mục đích đó là chỉ có là hàng độc bây giờ nó nhiều lắm anh bạn ơi, em nói với anh á, hàng độc nhiều lắm, quá trời người, anh thấy không, 10 năm nay á, cách đây 10 năm hôm nay bệnh viện nó quá tải rồi anh Thôi bạn thôi thôi ơi. thôi bây giờ này, Nếu mà anh còn có có quan một cái điểm vấn nữa. đề nào, vấn đề khác, cái chủ đề nào đó thì mình Nói nên nói đến vấn đề em hàng muốn nói rất là hàng nhiều, độc hàng đúng. em nói thật sự em muốn nói rất là nhiều nhưng mà nói không được anh biết không, nói không được sẽ có suy nghĩ của anh như vậy. Thì em lấy cái Trường Sa ra nhỏ nhất mà anh còn nói được như vậy thì em không còn cái gì để nói đó. À. Em chúc em muốn chúc mừng anh là em chúc mừng anh và chúc sức khỏe anh và tất cả những người thân của anh là người đã được làm người bạn anh em Trung Quốc, còn riêng em nó là địch của em 100%, em sẽ đuổi đi, Tôi sẽ làm bạn em với hứa tất danh dự với cả anh. những mọi người dân trên toàn thế giới này chứ không phải riêng Trung Quốc, tất cả mọi người yêu chuộng hòa bình ở trên thế giới này. Rồi xin chào Trung Quốc. Dạ. Rồi. Đấy. Đấy là những tức là tôi muốn các bạn biết là cái những tư tưởng của những cái người gọi là ở bên phía coi như là đối lập bên kia. Rồi xin mời chủ mà tức là đầu óc của người ta và những người như thế, những người như người ta nó chỉ đến mức độ như vậy thôi. Rồi xin Chào chào. anh Bằng và tất cả các anh em. Để em phản biện cái thằng ngu ấy. Nó cứ bảo Việt Nam đánh Trung Quốc. Cái Trung Quốc dám đánh Đài Loan không? À, Trung Quốc đang lợi dụng Đài Loan. Tại sao thằng Trung Quốc bây giờ lại vươn lên dẫn đầu thế giới? Thông qua thằng Singapore. Trung Quốc nó dùng quyền lực mềm để nó xâm nhập tất cả những cái khoa học kỹ thuật của Đài Loan mà lấy được, mình nghiên cứu được, cuối cùng nó cũng chuyển về Trung Quốc hết. Vâng, em Quốc nó cũng xin khôn. lỗi Khoa Lê này, mình nói với lại bạn Phương Anh và tất cả các bạn này. Mình ở đây mình cho bọn Ba Que lên, bọn dân chủ Vâng. lên. Chứ những người dân chủ lên có những tư tưởng đối lập lên để biết cái tư tưởng của những người ta là như thế. Đúng không? Đúng rồi, chính xác. Qua đó mình mới nói với người ta, nhưng mà thông qua đó như mình mới nói những người dân và những người Việt kiều người ta hiểu biết, người ta biết cái những cái Và chính nghĩa người ta nhìn của cái mình, hệ đúng tư không? tưởng Ví dụ như khác là chị đúng rồi. Đúng. Chứ còn bây giờ ví dụ Chí Quốc vừa nãy bảo là những người tức là Chí Quốc bảo là những người dân như thế là cái tỷ lệ nó rất nhỏ. Đúng đấy. không? Chứ không thể nó đại diện cho mình, cho Khoa Lê được và cho tất cả các bạn ở đây được. Mà tỷ lệ đấy là như thế nào? Đúng không? Cho các bạn thông cảm, ở những diễn đàn của mình là những diễn đàn tuyên truyền chứ không phải là ví dụ mình chửi nó, chửi những người như thế để mà hả cái cơn tức của mình xong chả giải quyết được cái gì cả. Đấy là cái tư tưởng của mình. Rồi xin mời Khoa Và Lệ. nói để cho nó biết là tại sao Trung Quốc nó vươn lên dẫn đầu, nó lợi dụng thằng Đài Loan đấy. Thế, bây giờ nó có tin rằng tất cả những cái máy bay tàng hình mà nó giống như của Mỹ cái là nó cũng có thông qua Đài Loan, vũ khí quân sự của Đài Loan nó có tuồn cho Trung Quốc để nó nghiên cứu không? Chúng nó đều là người Tàu cả, hiểu không? Mà Tất hiện cả nay cái đất nước Trung Quốc Đài à. Loan người ta phải cũng vào đầu tư ở trong cái nội địa Trung Quốc đấy, cho nên là bây giờ thực tế ra là trước sau không bây giờ hoặc là sau này thì Đài Loan cũng trở về với Trung Quốc thôi, nhưng mà trong những cái thời điểm điểm hiện nay người ta quan hệ ngoại giao một cách khôn khéo để người ta phát triển từng ở trong cái nội địa Trung Quốc đúng không, À. và cái đất nước Đài Loan đúng Bây giờ chỉ hỏi không nó đấy. câu này, cái bà Thái Anh Văn ấy, bà dám phát biểu câu là nếu mà Trung Quốc đánh Đài Loan thì Đài Loan sẽ phá Đúng, tan đúng cái chị đập nói Tam đúng. Ừ. Hiệp và sẽ coi như là sẽ một nửa đất nước Trung Quốc sẽ trôi ra biển. Thế bây giờ trước khi đánh Đài Loan, Trung Quốc nó tháo cái đập Tam Hiệp ra thì Đài Loan
đánh bằng cái gì? À, dân Đài Loan ra đái cho nó đẩy đập Tam Hiệp. Đúng rồi. Đúng không? Trước khi đánh nó tháo hết nước đi thì cho mấy anh cứ tan cái đập có trôi được không? Chứ đừng có nói phét. Chẳng qua là Trung Quốc nó lợi dụng thằng Đài Loan. Mình cũng thế, mình đấu tranh. Có, em công nhận là có chuyện Trung Quốc. Tàu của đội mình đi qua, rồi hai đảo nó gần nhau quá, đi qua Gạc Ma. Chúng nó để nó bắn, bắn thủng mũi tàu luôn. Nhưng mình phải thấy rằng bộ đội mình cũng không bắn lại, bỏ đi hết. Nhưng phải thấy là cái kỹ thuật khoa học, kỹ thuật của Trung Quốc nó rất chi là bây giờ là đỉnh cao rồi. Đánh nó không đánh được. Đấy, cho nên bây là giờ mình phải... mình chỉ nói với Khoa Lê một điều trên cái bình diện thế giới nhé. Cái quần đảo, cái đảo Điếu Ngư đúng không? Là sự vâng. Hoặc là Sakuku là tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Mà hiện nay ấy, cái ở đấy chưa có một người nào sống trên đấy, đó là một cái gọi là cái đảo hoang thôi, đúng không? Bây giờ chỉ cần có Nhật Bản đưa người ra xem, đúng không? Hoặc Trung Quốc coi như là đưa máy bay coi như hạ cánh xuống cái đảo Điếu Ngư xem, thì nói chung là cái khủng hoảng chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản nó xảy ra như nào? Hoặc cái quần đảo Kunlun, đúng không? Trước thế giới, chiến tranh thế giới lần thứ hai là thuộc về Nhật Bản, Nhật Bản quản lý có người ở, đúng không? Nhưng mà bây giờ Nga người ta chiếm ở cái chiến tranh thế giới lần thứ hai thì bây giờ đấy Nhật Bản giỏi ra dùng quân sự đánh đi, đúng không? Cho nên là trong những có từng những thời điểm thì nghe đấu tranh bằng phương pháp ngoại giao, đúng không, để mà coi như giữ vững cái sự ổn định và tình hữu nghị giữa hai nước để người ta phát triển kinh tế. Còn có những cái thời điểm đấy là người ta dùng biện pháp này biện pháp khác, đó mới là những nhà ngoại giao giỏi. Chứ không phải là giữa gia đình mình với gia đình bên cạnh, nó mà ví dụ con gà nó chạy sang mình lấy cái roi mình đập chết con gà ngay, đúng không? Cái chuyện quan hệ giữa hai gia đình thì nó cũng là một cái khác, còn giữa hai đất nước thì nó một cái kiểu khác. Đấy. Xin mời qua đây. Chuyện đó có thể của mắc quen hiểu tại sao mà có nghị định 36 là để hòa hợp hòa giải dân tộc, chẳng qua là giúp các ông mà muốn tranh thủ các ông để tiếp cận gần hơn với Mỹ. Đấy, bởi vì nếu mà trong trường hợp Trung Quốc đánh mình thì mình sẽ nhờ vào Mỹ về vũ khí rồi quân sự rồi tất cả mọi cái giúp. Nhưng bây giờ là thật ra là các ông sợ là Mỹ nó chơi mình đuổi các ông đi. Đấy, ông không còn đất sống nữa, ông cuồng lên các ông ấy, gọi là xuyên tạc để các ông gọi là lật đổ. Các ông làm sao đủ tư cách để mà lật. Nói thật, cái siêu bom đạn đầy, súng đạn đầy không đánh được bây giờ không? Trời ơi, cái Minh Trần không bao giờ kích động được những người như chúng tôi. Đấy chưa? Ngu hèn nhục rồi, ngu hèn nhục để cho đất nước ổn định, phát triển, người dân giàu mạnh lên. Cái chuyện mà ngu hèn nhục, đúng. Em để nghĩ cho rằng, chúng nó nói. Rằng... một cái diễn đàn mình đưa lên, thứ nhất là trước khi mình làm mình có chuẩn bị, nếu mà mình có mà khách mời ví dụ như anh Lợi Minh hoặc là những người Mai Tái Sơn chẳng hạn đấy lên để đến nói ấy, thì anh bằng cố gắng là bảo mọi người là share cái bài ra để cho cái diễn đàn mình nó rộng hơn, tức là những cái bài nào mà nó chất lượng ấy, thì mình share đấy, để cho anh bảo anh nhắc mọi người share bài để cho mọi người xem được nhiều hơn. Mình đấu tranh chúng nó mình phải có phương pháp anh ạ, tức là những cái bài nào anh chuẩn bị lên thì mình phải có giấy, có viết, có cái những cái chủ đề cẩn thận, cái phương pháp làm việc mọi người lên nói thì cũng phải có những cái sự chuẩn bị, ví dụ như cái bác đại tá đang nói nó trình tự, hoặc là cái anh trước bác đại tá đấy thì em vào muộn đấy anh nói như cái lòng yêu nước của mỗi người. Người ta bấy lên. Còn ví dụ như bình thường anh em mình quan tâm vấn đề chính trị, quan tâm với nọ kia vì mình thấy bạn thế thôi. Còn rất nhiều và rất rất nhiều người, người ta cũng đất nước yên bình, người ta vẫn cứ làm ăn thoải mái, không chẳng có gì cả, người ta chả bao giờ quan tâm đến này. Đấy, em ạ. Đấy, thành công là những cái diễn đàn. Thực tế những diễn đàn của mình, ví dụ như hơn 100 người, 90 người cũng cảm thấy là cũng tạm tạm được rồi, đúng không? Chứ còn những người dân của mình bây giờ, ví dụ khi có giặc ngoại xâm hoặc khi có biểu chúng nó coi làm rầm rộ nọ lên kia lên, thì những người dân yêu nước mình cái lòng
yêu quê hương đất nước, yêu cái chế độ Việt Nam này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì lúc đấy mới nổi lên. Chứ còn bình thường anh nói thật chứ cách đây có là 1-2 năm thì nói chung anh đâu có biết cái gì đâu, đúng không? Mà chúng nó ở bên kia chúng nó vẫn cứ sống ở mầm, nhưng mình thực tế là mình cũng yêu cái chế độ này, nhưng mà bình thường mình chẳng biết, mình thấy à vẫn cứ làm việc bình thường, vẫn ăn uống, vẫn vui chơi nhảy nhót, chẳng có quan tâm gì về vấn đề chính trị đất nước gì cả. Đấy. Cái vấn đề nó chỗ đây. Thôi thì anh mời. Không, tôi thấy bực mình. Cái nhất là nó chả hiểu gì cả. Cái thứ nhất tôi nói chắc là nó vẫn còn đang nghe, cho nên tôi nói như này. Về cái gì thác Bản Dốc thì tôi nói cho anh gì biết là Trí Quốc. Vâng, là đất nước mình á là 1.000 năm đô hộ của giặc Trung Quốc, đúng không? Tiếp đó là ngay lập tức là thằng Pháp nó nhảy vào mất 100 năm rồi, không? Là 100 năm nữa là 1.100 năm, không? Cộng với các cuộc chiến tranh, không? Thêm 50 năm chiến tranh nữa, không? Là tính ra 1.150 năm. Đó, ha. Thì trong 1.150 năm đó thì biên giới của mình không bị xóa hết, không có cái đường biên giới nào ở đó, không? Để căn cứ vào cái thời nhà Thanh để mà làm phân định cái đường biên giới bây giờ. Mà đường biên giới bây giờ chưa khi nào nhé, cái đất nước này có một đường ranh giới với các nước láng giềng như bây giờ, nó ổn định, ràng ra. Ổn định, nó ổn định luôn nhá. Còn cái chuyện thác Bản Dốc thì mình là 2/3, tức là bạn phải hiểu về cái phân định biên giới trước đã, không? Trên đất liền như nào, dưới nước như thế nào, không? Thì khoảng lên đây nói nhá, nói mà để cho người ta chửi quá trời, nói làm gì ạ? Tôi nói cái giọng của bạn là y chang như mấy thằng dân chủ quậy. Và bạn hỏi anh Bằng rằng anh có xuống đường không? Thì tôi nói là chắc chắn anh Bằng anh xuống đường nhá. Anh sẽ xuống đường. Mà anh xuống đường anh đập bạn. Bởi vì bạn, tôi nghe cái giọng của bạn là biết chắc chắn là bạn đang muốn xuống đường. Bởi vì bạn đòi đánh Trung Quốc. Thì tôi hỏi bạn, bạn có sức không? Bạn đủ sức không? Bây giờ một cái người lãnh đạo mà ta giỏi ấy, là đất nước không xảy ra chiến tranh nhá. Giữ được cái ổn định, đó mới là người lãnh đạo giỏi. Thế bây giờ tôi hỏi nhá. Bây giờ xin lỗi Bùi Gia Việt này, có một cái bạn Đỗ Hòa, bạn bảo không biết gì về cái thác Bản Dốc. Hiện nay cái thác chính là thác nhỏ là thuộc thác Bản Dốc ấy, thác nhỏ là toàn bộ của Việt Nam, thác chính chia đôi thì anh Bùi Gia Việt anh nói là 2/3, đúng không? Bạn có gì vặn vẹo? Tôi đã lên thác Bản Dốc rồi. Rồi xin mời Bùi Gia Việt. Còn nếu mà chiến tranh ấy, thì chắc bạn trẻ chưa biết chiến tranh là gì. Đâu? Chưa biết chiến tranh là gì, bạn mới nhìn trên phim trên hình thôi. Không? Bạn phải nhìn cái thằng Mỹ nó đánh thằng Iraq, Iran ấy, không? Bạn nhìn những cái cuốn phim nó từ trên trời nó quay xuống, bạn thích lắm, không? Thấy đỏ lửa, bạn thích lắm. Nhưng mà bạn phải hình dung là bạn đang ở dưới cái tầm đạn này đấy, không? Cái sự sống và cái chết của bạn ấy, không? Rồi đất nước này mới phát triển xong, không? Đường xá, cầu cống, nhà máy, không? Mới phát triển nên xây dựng được cái. Chỉ cần một quả tên lửa thôi là nó banh hết, còn cái gì hết nhá. Việt Nam chỉ có là bằng 1 tỉnh của Trung Quốc, chưa bằng tỉnh nữa nhá. Đánh bắt buộc phải đánh, mới phải đánh nhá. Nước mình bắt buộc mình phải đánh thôi, chứ ai muốn đánh làm gì? Đánh để cho chết người à? Sức người sức của ấy đâu ra mà đánh,
Cho nên cái lãnh đạo người ta giỏi á, nào cái lãnh đạo mà không để xảy ra chiến tranh. Đừng có kích, tôi nói thằng vâng, Trần Minh như thế. Thấy chưa? Mày về đây mà đánh. Mẹ Trung Quốc có làm sao đâu mà phải đánh. Mẹ ngu si đần độn rốt nát mà ngồi mà nói. Còn chúng bay á thì chẳng qua là chúng bay mấy thằng ba que ngồi ở nước ngoài ấy, xong rồi giờ kêu gào là đánh mày về đánh đi, mày thử đánh nha. Chúng bay mẹ mày mới có gọi là mới hù cho cuộc chiến Trung Quốc ở biên giới phía Tây Nam với biên giới phía Bắc này, chúng bay tụt quần, chúng bay mẹ mày mướn tàu mướn bè, chúng bay vượt biên, chúng bay biến mẹ nó hết rồi mà chúng bay cứ đòi lắm chuyện. Tôi nói với anh Bùi Gia Việt và tất cả các bạn này, tức là hôm sáng này tôi có xem một cái clip của cái thằng Tân Thái, vì nó lốc tôi rồi nhưng mà nó phát trên YouTube thành công tôi xem được. Tức là có một cái anh bạn trẻ của ngoài Quảng Ninh bảo là bây giờ thôi chú ở bên đấy chú hô hào làm gì, để cho những người Việt Nam ở đây người ta đi biểu tình hoặc là kích động người ta bạo lực nọ kia để người ta bị bắt, người ta bị tù đầy, mà chú ngồi bên kia chú không việc gì thì chú có giỏi chú về Việt Nam đi. Thì thằng Tân Thái nó trả lời này, bảo bây giờ nếu mà chú mà nhà nước Việt Nam cho chú về thì chú cũng về, nhưng mà về sân bay thì người ta đuổi ra thì chú không về được. Nhưng mà tôi mới nói với thằng Tân Thái này, bây giờ mày có muốn về thì về dễ, tao bày cho mày một cách về. Mày mua vé du lịch bay sang Phnom Penh đúng không, qua biên giới Việt Nam đi theo cái con đường con lọc chỉ cần mất từ 200 đến 500 ngàn thôi, thì người ta sẽ bế mày từ Campuchia, từ biên giới về Sài Gòn, rồi mày đứng đầu cầm đầu đoàn biểu tình. Cho nên là những kẻ đấy nó chỉ bao biện, nó chỉ bên đấy nó võ mồm, nó hô cho những người dân thiếu hiểu biết đúng không, lâm vào cảnh tù đầy nọ kia tất cả cái thứ thôi, rồi trong cái đó nó ngồi nó vỗ tay đúng không, nó vỗ tay đấy. Cho nên mọi người dân phải biết cái âm mưu của chúng nó. Nó vỗ tay ví dụ như là thằng nó muốn về thì như thằng gì Bichen Nguyễn này nó về đó. Về đi có gì đâu, cứ thử về xem đó. Về xem đất nước người ta phát triển thế nào đó không, còn anh có hành động gì hay không thì lúc giờ người ta mới tính với anh. Còn anh về bình thường người ta đâu tính với anh làm gì. Anh đừng có mà về mà coi như là phá hoại hay là có những ý đồ để coi như là chống phá chính quyền thì người ta phải đúng bắt rồi. Thôi chả chính quyền nào người ta để cho các anh mang bom mang đạn, ví dụ như các ở Mỹ cũng vậy thôi, anh thử mang mìn anh sản xuất mìn ấy rồi anh đòi đi khủng bố người ta có bắt anh không không. Ví dụ thằng Michel Nguyễn bắt ở ngay ngã tư Phú Nhuận này đi đâu không đấy. Cũng là lý do làm sao bao nhiêu là quân phục rồi các thứ nông tung cả đòi coi như là rồi còn có cả dao găm rồi này nó súng ống nữa. Bây giờ chúng mày muốn bạo loạn thì người ta bắt chúng mày thôi chứ có gì đâu. Thế bây giờ tao hỏi mày rồi đến nhà mày thì bây giờ có người có thằng cướp nó đến thì không lẽ mày để cho nó nói thẳng ra nhá, bây giờ nhá, tôi nói với anh Bùi Gia Việt và các tất cả bạn nhá. Ví dụ như cỡ thằng Tân Thái, thằng Benny Sương về nhá, qua cửa khẩu, kể cả nhà nước Việt Nam cho, làm sao mình mong muốn nhà nước Việt Nam cho chúng nó về, chỉ cần qua cửa khẩu thôi. Nói chung là mình không phải nói, chúng nó sẽ tan từng mảnh mảnh đối với những người dân Việt Nam. Nó thẳng như thế. Tất cả những đó là do sự khôn khéo của những nhà lãnh đạo Việt Nam đưa những hình ảnh đó ra thế giới đấy, những người Việt, những người dân đấy đấy, như thế đấy, lần này lần tiếp theo ví dụ có ngày 14/9 chúng mày thử như thế xem, chúng mày bị đập chết ngay lập tức. Mày biết thằng Uy Nguyễn nó làm sao nó được thả không, nó khai ra cái thằng thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa hả, cái thằng gì nó khai ra thằng bộ trưởng nội vụ của coi như chính phủ Việt Nam lâm thời, cái thằng mới to. Michel Nguyễn. Thằng Michel Nguyễn này. Thằng đó đấy, thằng đó giờ nha. Thì thằng kia nó lấy công chuộc tội thôi, có gì đâu. Nó thằng kia nó chỉ xuống đường biểu tình thôi, nó hơi quá dối tí thôi đơn giản. Mà nó lấy cái công chuộc nó tội thì thôi. Đấy, thằng kia nó mà còn mang quân phục tất cả cái thứ về, nó mang tiền về cơ. Chứ mấy thằng đầu bò ốc chó. Cái đầu chúng mày còn ngu lắm.
cứ gọi là đầu bò ốc chó nhá, biết đầu cái bò ốc gì. chó ơi, báo cho chúng tôi biết không, chúng tôi lên danh sách thì chúng tôi mời đấy đối với trà ta ngồi nói chuyện nhá. Còn sau đấy Bây giờ vậy mình nói như nhưng này nhà cho nó nước dễ, xử ta mình thì sao xử? bao nhiêu anh em muốn là biểu tình thì cứ đến gặp chúng tôi trước đã, mình thống nhất cái quan điểm ai thuyết phục được ai không. Nếu các ông thuyết phục được chúng tôi nói đúng ông theo tôi khỏi biểu tình, mà các ông mà nói đúng tôi theo ông liền, tôi cũng xuống chả có nhá. Đừng nói mà một đất nước. Cho nên là cái đầu của anh còn nhỏ lắm. Bây giờ anh nghe thực tế cái dân ở khu vực anh có nhà nào nó tranh chấp nhau không, anh em trong nhà tranh chấp nhau không? Để Biêu nghị không có sĩ thế mới mày. thắng được giành Trung Quốc chứ, mà mày biết đánh cả thằng Campuchia nhá, đánh tuốt sang bên dưới Thái Lan luôn, qua Thái Lan của anh 20 cây số luôn, mày biết đấy. Đã đánh là phải đánh như thế, còn không về nhá. Đừng nói là hèn không, người ta nói chính xác ra là cái gì, nhẫn nhẫn Việt Nam là phải nhẫn. Cái đầu của chúng mày còn kém lắm thì cho nên chúng mày đừng có lên đây chúng mày hô hào, nghe chưa, nghe nó tức tôi lên giường tôi nằm rồi, tắt điện ngủ rồi mày Đấy, nghe tức. mà bình thường anh em mình vẫn cứ đi làm, vẫn cứ bình thường, đúng không? Không có một cái gì hết. Đấy, cái người Việt Nam nó là như thế, cho nên là mấy cái thằng ấy, tức là dân chủ quậy, chúng nó khoe ta là dân, dân gì? Thế là mấy cái thằng đấy, đấy là cái rác rưởi của xã hội này, mà xã hội này muốn quét sạch nó đi. Đấy. Gia Lai Thiện Tài Nê đang ngồi nhậu ở kia mà mẹ mày Đấy. phải cầm khẩu AK đi đánh nhau chứ có mày mò đám sướng không, cái nào hơn nhau. Còn bây giờ là phải nhờ Đủ rồi. Asia rồi thằng Indonesia nó cũng có không, thì giờ làm sao không. Chứ trước ông cha mình cắm đất cắm dồi đó thiệt, nhưng mà có xác lập được hay không, không có giữ liên tục được hay không, Rồi, đến bây xong giờ buổi mình giao việc giữ thì được hay không. em sẽ mời anh lên.